Các bến xe lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết giá vé xe khách đi lại trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 tới sẽ tăng không quá 40% so với ngày thường. Các doanh nghiệp niêm yết giá vé đầy đủ, hành khách chú ý để mua đúng tuyến, đúng giá. Bến xe miền Đông quận Bình Thạnh dự kiến từ chiều ngày 29 tháng 4, tức là thứ Bảy, sẽ có hơn 17.000 lượt khách và ngày 30 tháng 4 sẽ có hơn 14.000 lượt khách qua bến. Các tuyến đi phía Bắc, Phú Yên, Bình Định và Tây Nguyên điều chỉnh giá vé không quá 40%. Các tuyến đi Bình Dương, Bình Phước tăng không quá 20% so với thường ngày. Khu vực từ Đà Nẵng vào Bình Thuận, Tây Nguyên và miền Tây điều chỉnh không quá 40%. Các tuyến đi Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu điều chỉnh không tăng quá 20%. Còn bến xe miền Tây dự báo cao điểm rơi vào ngày 29 tháng 4 với lượng khách 55.000 đến 58.000 khách một ngày, dự kiến tăng hơn 30% so với ngày thường.